Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi viên chức Quảng Ninh. Hôm nay thì thầy sẽ trao đổi với các em về bộ đề để phục vụ cho chúng ta ngày mai thi liên quan đến kỳ thi viên chức giáo dục của tỉnh Quảng Ninh. Thầy đã gửi bộ đề lên lớp cho chúng ta. Xin mời các em chúng ta vào lớp để tải và cùng thầy làm cái bộ đề 60 câu để chúng ta hỗ trợ để giúp đỡ cho các em để ngày mai chúng ta làm tốt bài thi. Xin mời các em chúng ta vào lớp. Vâng. Xin mời các em ạ. Vâng. Thì thầy sẽ đọc luôn 60 câu hỏi liên quan đến bộ đề thi của Quảng Ninh chúng ta theo đúng như cái giới hạn mà của tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra, đó là các văn bản pháp luật của giáo viên chức 2010, rồi điều lệ trường trung học theo thông tư số 12 và liên quan đến nghị định số 27/2012 về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả viên chức, cũng như là thông tư số 06 2019 về quy định về công tác ứng xử trong cơ sở mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Và xin mời chúng ta mở bộ đề thầy vừa gửi cho các em. Xin mời chúng ta cùng làm. Và xin chào bạn Thu Hà, bạn Phượng Nguyễn và các bạn khác. Chúng ta cùng làm bộ đề để thực hành. Và hy vọng là bộ đề ngày mai, bộ này sẽ được áp dụng cho ngày mai. Thầy xin mời các em với cấu trúc đầy đủ các văn bản pháp luật theo giới hạn của tỉnh Quảng Ninh. Và xin mời các em. Thì thầy sẽ đọc luôn các em nhé. Ở câu hỏi 1, người ta hỏi là gì? Đâu là hoạt động nghề nghiệp của viên chức? A. Là hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của luật này. Luật này chính là luật viên chức kèm nhá. Tiếp là B. Đó là hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. C. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. D. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. Thầy xin mời các em trả lời câu hỏi số 1. Thầy xin mời các em. Và xin mời ạ. Thì câu hỏi 1 và bạn Thu Hà đưa ra C, thì chúng ta phải thấy được các cái nội dung, các từ khóa mà thầy cũng đã cho các em học và các em có thể nghe trên link bài giảng mà thầy đã giảng để các em nắm rõ, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là với khái niệm ở đây về hoạt động nghề nghiệp thì các em nhớ cho thầy nó nằm ở điều 4 của luật viên chức 2010 các em nhé. Thì chúng ta thấy rất là rõ, thì từ khóa đây là chúng ta nhớ là với hoạt động nghề nghiệp là công việc hoặc nhiệm vụ, thì chúng ta đối chiếu ra hàng loạt thì nó đều có rồi, đúng không ạ? Nhưng có yêu cầu về trình độ thì chúng ta thấy là có yêu cầu trình độ, thì chúng ta thấy là gì? Cái A, đúng không ạ? A, B, D đều có, nhưng mà chúng ta thấy cái C lại thừa chữ được giao, nó thừa chữ được giao, đúng không ạ? Nó thừa chữ được giao thì thế là sai, C sai rồi. Đấy, bây giờ chúng ta đi tiếp ạ. Đi tiếp về cái nội dung về gì, từ khóa là trong đơn vị sự nghiệp công lập, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cái A, cái D, cái C, B đều có. Chúng ta đối trợ tiếp là gì, cái từ khóa là các quy định khác của pháp luật liên quan, thì chúng ta thấy là cái gì, cái A, cái D nó không có, chỉ có C có thôi, cái B có thôi. Nhưng thấy chúng ta thấy là gì, chúng ta đáp này chúng ta phải chọn là B các em nhá, vì chúng ta thấy rõ ràng là gì, cái C nó sai vì nó thừa chưa được giao. Chúng ta chỉ có gì, công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ thôi. Em thấy chưa? Nhá, thì đấy là cách để chúng ta loại như vậy được chưa? Nhá. Còn cái A và cái D nó sai vì nó thiếu cái đoạn và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Như vậy câu hỏi 1 là phải là B vì lý do đó. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 2, người ta hỏi là có mấy nguyên tắc hoạt động nghề của viên chức? A 1 nguyên tắc, B 2 nguyên tắc, C 3 nguyên tắc và D 4 nguyên tắc. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 2. Chúng ta làm trong 1 phút các em nhé. Chúng ta thực hành như là chúng ta khi thi thật. Và xin mời các em. Và xin mời các em trả lời ở câu hỏi số 2. Vâng, thì với hoạt động nghề nghiệp viên chức thì chúng ta thấy là quy định về các nguyên tắc ở điều 5 rồi của luật viên chức 2010. Thì công thức giúp em nhớ thầy nói rồi là gì, 3T cộng 1C thì chắc chắn phải là gì, 4 nguyên tắc rồi các em nhá. Đó thì câu 2 thì rất dễ thôi, thì chúng ta thấy là chọn là D như các em đã đưa ra.
bạn Thu Hà, bạn Lưu Hà. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 3. Đặt các câu hỏi là đâu là nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức? A. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước. Bảo đảm quyền chủ động, đúng không ạ? Về đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đơn vị sự nghiệp. C. Là tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tận tụy phụ dân. C. Thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục. Và D. Tất cả trên đều đúng. Thầy xin mời em làm hỏi số 3. Vâng, xin mời các em ạ. Vâng, thầy xin mời các em ở câu hỏi số 3. Thì để làm câu hỏi số 3, các em nhớ thầy về các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp. Như thầy đã nói ở câu trước rồi. Nó là 3T cộng 1C. 3T được hiểu là 2 tuân thủ, 1 tận tụy. Đúng không ạ? C chính là chịu sự thanh tra giám sát đấy. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là chúng ta nhìn cái này chúng ta loại được rồi. 3T thì thấy cái A nó là B. Chữ bài B là bảo đảm mà loại rồi, đúng không? Thế còn cái C là TT nhưng mà chúng ta thấy nó không nằm trong cái từ tận tụy hay là tuân thủ, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta thấy là nó là từ thống nhất thì không phải từ khóa ra nên là cái C loại. Nhưng mà C loại thì D cũng sai thì chúng ta chọn là B nhá. Với lý do đó, với một từ tuân thủ và một từ tận tụy, các em nhá, ta nhớ thấy từ khóa như vậy được chưa? Như vậy chốt câu 3 là chúng ta chọn là B các nhá, 3B như các bạn đã đưa ra. Chúng ta đi làm tiếp hỏi số 4. Thì nó hỏi đâu là những việc viên chức không được làm? A. Không lợi dụng nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đúng không ạ? Hoặc gây phương hại đối với thuần phong mỹ tục, đúng không ạ? Đời mỹ tục, đời sống văn hóa của nhân dân, đúng không ạ? Chúng ta thấy là rất rõ, và xã hội. B là gì ạ? Là không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. C là gì? Nào những việc khác viên chức là gì không được làm theo quy định của luật này, phòng chống, như là luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định khác và pháp luật có liên quan. D là cả ba trên đều đúng. Thầy xin mời các em làm tiếp hỏi số 4. Như bạn Thu Hà giải thích, chúng ta thấy ở câu 3 thì đúng là A, nó là nguyên tắc của quản lý viên chức, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy là câu hỏi 3 là liên quan về câu hỏi là nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp, thì chúng ta cần nhớ 3T cộng 1C là chúng ta sẽ loại được thôi, đúng không ạ? Và chúng ta làm tiếp hỏi số 4 các em nhé. Và các em lưu ý câu hỏi số 4. Và xin mời các em. Và câu hỏi số 4. Xin mời các em trả lời ạ. Thì chúng ta lưu ý đây là quy định những việc viên chức không làm. Nó quy định ở điều 19 rồi. Đó, điều 19 chúng ta thấy là có 6 việc viên chức không được làm. Đúng không ạ? Đó thì chúng ta thấy như từ lợi dụng, đúng không? Từ gì? Xúc phạm, đấy, đúng không? Từ sử dụng tài sản. Đấy thì cái này các em rất là nhầm chuẩn là D. Nhưng mà chúng ta thấy từ khóa là lợi dụng cô, còn đây chúng ta thấy là cái A là nó không lợi dụng là K rồi, đâu phải đâu. Không lợi dụng thì làm sao mà không được làm, đúng không? Không xúc phạm thì làm sao không được làm, đúng không? Đấy, từ khóa chúng ta là lợi dụng xúc phạm cơ mà. Còn đây có chữ không thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta bị lừa rồi, đúng không? Ta phải chọn là C, những việc khác, nghe đáng C, những việc khác mà viên chức không được làm theo quy định của luật phòng chống, đúng không? Đấy, các em chọn D là chưa đúng em nhá. Vì chúng ta phải nhớ từ khóa về những việc viên chức không được làm mà chúng ta nhớ là gì? Lợi dụng, đấy, xúc phạm, đúng không? Còn đây người ta đưa ra là không mà, đúng không? Đấy, chúng ta các em phải nhớ cho thầy nhá. Đấy, thì họ lừa như vậy, chúng ta đáp án có 4 phải là C mới là chính xác, các em nhá. Đấy, còn A, B nó sai. Như thầy nói rồi, đúng ra nó phải là liên quan không được làm, đó là lợi dụng nghề nghiệp, đúng không? Hoặc là xúc phạm danh dự nhân phẩm. Còn đây là họ đều đưa ra hai chữ không rồi. Thì là không sai được em nhá. Chúng ta thấy là câu 4 là C, được chưa ạ? Đấy, chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 5, đúng không ạ? Là theo việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu nào? A. Nhu cầu công việc. B. Vị trí chức vụ đảm nhiệm. C. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. D. Cả ba đáp án trên đều đúng. Thầy xin mời các em câu hỏi số 5. Được chưa ạ? Thì chúng ta phải lưu ý nhá. Thì những cái câu hỏi kiểu như vậy họ sẽ đánh lừa chúng ta nhá, thì các em cần làm và cần nhớ như vậy, được chưa ạ? Và xin mời các em tiếp tục ạ. Câu hỏi số 5, thầy xin mời các em. Chúng ta sẽ chọn án nào đây ạ? Với câu hỏi số 5 này thì chúng ta thấy rất là rõ, chúng ta phải căn cứ vào điều 20, các em nhá, 20 của luật viên chức 2010 thì chúng ta trả lời. Vâng. Thì xin mời các em trả lời, chúng ta còn 10 giây nữa. Xin mời các em.
Vâng, bạn Thu Hà chọn A. Vâng, các bạn khác không chọn D nữa. Vì sao chúng ta chọn A mà không phải là D? Vì chúng ta thấy là gì? Cái B nó sai, vì chúng ta thấy là đúng của nó phải căn cứ vào vị trí việc làm. Còn đây họ đưa ra là gì? Là vị trí chức vụ đảm nhiệm là sai rồi, đúng không? Đấy, khi mà B sai thì tương đương D sai. Tương tự cái C nó sai là vì tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ lương của đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thì là sai, mà đúng nó phải là gì? Đơn vị sự nghiệp công lập. Đấy, chúng ta phải nhớ thầy là từ sáu từ thần thánh là đơn vị sự nghiệp công lập, nó sai ở chữ đơn vị sự nghiệp ngoài công lập em nhá. Như vậy C sai, B sai thì tương đương cái gì? Cái D sai rồi, chúng ta thấy chỉ A thôi. Đấy, việc tuyển dụng căn cứ vào nhu cầu gì? Công việc là đúng, căn cứ vào điều 20 của luật viên chức 2010 em nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 6 đúng không ạ? Có mấy nguyên tắc tuyển dụng viên chức? A5, B6, C4 và D8. Thầy xin mời các em câu hỏi số 6. Và xin mời các em. Với câu hỏi số 6 thì chúng ta phải vận dụng vào điều 21 của luật viên chức 2010 về nguyên tắc tuyển dụng. Mà công thức thì thầy cũng đã cụ thể hóa cho các em rồi, đúng không ạ? Các em còn nhớ không? Hay lại quên rồi? Vâng, xin mời các em. Thì các em cũng biết đúng không ạ? Với điều với quy định về các nguyên tắc tuyển dụng, đó là công thức 2B. Và bạn Thúy Linh chọn là A, đúng không ạ? 2B cộng TDU, đúng không ạ? 2B đây chính là hai bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm tính cạnh tranh. T chính là tuyển chọn đúng người, còn D chính là đề cao trách nhiệm, U chính là ưu tiên người có tài năng. Thì chúng ta thấy D người ta đưa ra đúng không? Thì đấy là 2B TDU hỏi có mấy thì cộng vào chắc chắn là gì? Câu hỏi số 6 là phải có gì? 5 nguyên tắc tuyển dụng rồi, bằng công thức là gì? 2B TDU các em nhá. Ok chưa ạ? Vâng, 6 là A, chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 7. Viên chức không phải thực hiện chế độ tập sự nếu đã có thời gian làm việc từ bao lâu? A từ đủ 12 tháng trở lên, B từ đủ 36 tháng trở lên, C khoảng 12 tháng, D khoảng 36 tháng. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 7. Và xin mời các em ạ, ở câu hỏi số 7. Vâng, thầy xin mời các em ở câu hỏi số 7. Vâng. Xin mời các em ở câu hỏi số 7 ạ. Và bạn Thùy Linh A, chúng ta lên ghi số vào nhá. Và để chúng ta đối chiếu với hỏi số 7 này liên quan kế hoạch tập sự, chúng ta căn cứ vào vào điều 27 thì thấy rất rõ rồi. Mọi người nói là người trúng tuyển thì phải thực hiện chế độ tập sự trừ trường hợp đã có từ đủ 12 tháng trở lên. Thì chúng ta thấy là chúng ta nhớ từ khóa là gì? Từ đủ 12 tháng. Nếu từ 12 tháng là không đủ, không đúng. Phải từ đủ mới là đúng các em nhá. Đó, còn ta thấy nghe từ 36 tháng nó không nằm trong cái từ khóa của chúng ta. Rồi khoảng không có từ khoảng trong luật chúng ta thấy đúng không? Chúng ta thấy là câu 7 là A, căn cứ vào điều 27 các em nhá. Vâng, chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 8. Viên chức có mấy năm liên tiếp bị phân loại đánh giá mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bị đơn phương chấm dứt hợp đồng. A là gì? 1 năm, B 2 năm, C 3 năm và D 4 năm. Thầy xin mời các em câu hỏi số 8. Và xin mời các em ạ. Vâng, các bạn Phượng Nguyễn là 8B, các bạn khác thì sao ạ? Vâng, bạn Niu Hà là 8B, mời các bạn khác ạ. Thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, để trả lời được thì chúng ta thấy nội dung câu hỏi số 8 này chúng ta phải căn cứ vào điểm A khoản 1 điều 29 cho đội viên chức 2010. Thì chúng ta thấy rất là rõ chúng ta phải chọn là B, viên chức sẽ có 2 năm liên tiếp thì phân loại đánh giá mức độ không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị đơn phương chấm hợp đồng. Như vậy 8 là B các em nhá. Chúc mừng các em. Chúng ta đi vào câu hỏi số 9 là không biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi. A 12 tháng, B 8 tháng, C 14 C 24 tháng và D 36 tháng. Thì xin mời các em hỏi số 9. Và xin mời các em ạ.
Vâng, xin mời các em. Vâng, bạn Thúy Linh ở đây ạ. Nên các em thầy khuyên chân thành, người ta để dễ nhớ dễ theo dõi, chúng ta nên đánh số đủ 9D hay là 10D chẳng hạn, như thế thì sau này chúng ta xem lại nghe lại nó rất là dễ dàng hơn nhá. Chúng ta nên không viết mỗi chữ D. Và đấy, như bạn Phương Nguyễn chúng ta ghi là 9D chẳng hạn thì chúng ta cũng rất là dễ dàng các em nhá. Nên làm cái nào nó smart nhất, nó hiệu quả các em nhá. Vâng, thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, chúng ta với câu hỏi số 9 này, chúng ta căn cứ vào khoản 7 của điều 36, đúng không? Người ta nêu rất rõ rồi, không biệt phái, biệt viên viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới gì? Ta nhớ là gì? Dưới 36 tháng tuổi, như vậy là gì? Chúng ta thấy là câu 9 là D là chính xác, căn cứ vào khoản 7 của điều 36 là viên chức hay là 10, các em nhá. Thì câu 9 là D là chính xác, chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 10, là ai là người quyết định việc biệt phái viên chức? A, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. B là gì? Cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. C, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập. D, cả A và B đều sai. Thầy xin mời các em. Và xin mời các em ạ. Vâng, thì chúng ta thấy với câu hỏi số 10 này, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ về việc biệt phái viên chức. Thì chúng ta vẫn căn cứ ở điều 36. Cụ thể chúng ta căn cứ khoản 1 của điều 36 để chúng ta trả lời. Người ta đưa ra là gì? Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập sẽ quyết định việc biệt phái viên chức. Như vậy là căn cứ vào khoản 1 của điều 36 thì chúng ta trả lời được ở đây câu hỏi 10 là ai người quyết định việc biệt phái viên chức, thì đáp án phải là C các em nhá. Đấy, phải là C. Được chưa? Đấy, thấy rất là rõ, được ạ. Là C là chính xác các em ạ. Là C mới là chính xác, được chưa? Chúc mừng các em là 10C, 5 khoản, C 7 khoản và D 6 khoản. Thầy xin mời các em câu hỏi số 11. Vâng, xin mời các em ạ. Vâng, thầy xin mời các em. Vâng. Thì với câu 11 thì chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Liên quan đến cái câu hỏi rất là nhỏ chi tiết, đúng không ạ? Ta thấy là cái quy định về bổ nhiệm biệt phái viên chức có bao nhiêu khoản, thì chúng ta thấy liên quan về bổ nhiệm về biệt phái viên chức ấy, đúng không? Viên chức quản lý đấy, đúng không? Thì chúng ta thấy là nó nằm ở điều 37, thì chúng ta thấy nó có 6 khoản em nhá. Thì đáp án chúng ta phải chọn đây là 6, đúng không? Đấy là quy định về biệt về bổ nhiệm viên chức quản lý, thì chúng ta thấy là gì? Có 6 khoản quy định ở điều 37. Thì câu hỏi 11 là D em nhá, 11 là D. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 12. Đó là đâu là nội dung thông báo kết quả đánh giá phân loại viên chức? A, đó là gì? Nội dung đánh giá viên chức phải được thông báo cho viên chức. B, kết quả phân loại viên chức phải được công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập. C, nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và phân loại thì viên chức có quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền. Và D, tất cả đáp án trên đều đúng. Thầy xin mời em câu hỏi số 12. Với nội dung về câu hỏi số 12 này thì chúng ta phải căn cứ vào điều 44 của luật viên chức 2010 với các khoản 1, 2, 3 các em nhé. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây đáp án chúng ta phải lựa chọn, câu hỏi này chúng ta phải là chọn là D, tất cả nhá. A, B, C đều là phương án đúng cả, thì 12 là D các em nhé. Vâng, đấy như bạn Thu Hà đã đưa ra, bạn Phượng Nguyễn đã đưa ra, chúc mừng các em. Chúng ta đi làm tiếp câu hỏi số 13 là đơn vị nào có trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng viên chức? A, đơn vị ngoài công lập. B, đơn vị sự nghiệp công lập. C, đơn vị công lập. D, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Thầy xin mời các em câu hỏi số 13. Vâng, cảm ơn bạn Đào Thảo Vân đã trả lời 12D. Chúng ta làm tiếp ở câu hỏi số 13 các em nhé.
Thì với nội dung câu hỏi này thì chúng ta thấy rất là rõ, nó nằm trong cái mục đào tạo bồi dưỡng với viên chức, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy mà nó cụ thể về trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng thì chúng ta thấy nó nằm ở điều 34 rồi, đúng không ạ? Bảo 34 thì chúng ta thấy là đây câu hỏi này chúng ta phải chọn là gì ạ? Vâng, bạn Thu Hà chọn là B, Phượng Nguyễn chọn là B, đúng không ạ? Thì như thầy nói, nó quy định về trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng viên chức thì nó thể hiện rất rõ ở khoản 1, khoản 2 của điều 34. Đó là đều quy tụ về trách nhiệm của một đơn vị, đó là gì? Đơn vị sự nghiệp công lập, các em nhá. Thì chúng ta nhớ đáp án cho thầy, đó là gì? Là B. Đấy, nhớ cho thầy 6 từ thần thánh là gì? Đơn vị sự nghiệp công lập, được chưa? Là đơn vị có trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng viên chức, em ạ. Thì câu 13 là B, các em nhá. Chúng ta đi vào câu hỏi số 14. Nó hỏi là việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào đâu? A. Viên chức bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền. B. Là việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, điều kiện của chức vụ quản lý theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục. C. Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn điều kiện và theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục. D. Được bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, tiêu chuẩn điều kiện của chức vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục. Thầy xin mời các em câu hỏi số 14. Với câu hỏi số 14 thì chúng ta phải căn cứ vào nội dung điều 37 các em nhé. Và cụ thể là gì? Ở khoản 1 điều 37. Và xin mời các em câu hỏi số 14. Vâng, xin mời các em ạ. Và bạn Thu Hà rất nhanh chọn là D. Và cái câu này chúng ta phải nhớ các từ khóa khi mà bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ ở đâu. Một là nhu cầu đơn vị sung đập. Hai là gì? Tiêu chuẩn điều kiện của chức vụ quản lý, đúng không? Ba là gì? Theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục, đúng không ạ? Thì chúng ta đối chiếu ra thấy là chỉ có D là thỏa mãn thôi. Đấy, chúng ta thấy là cái anh A ở đây, đúng không? Nó căn cứ nhu cầu đơn vị công lập rồi ok, tiêu chuẩn rồi ok, và điều kiện chức vụ quản lý theo đúng thẩm quyền, nhưng mà thiếu chữ gì? Trình tự thủ tục, đấy là A loại. Còn cái B thì chúng ta thấy là gì? Việc bổ nhiệm căn cứ nhu cầu đơn vị công lập ok, điều kiện nhưng mà thiếu từ tiêu chuẩn của chức vụ quản lý, em nhá. Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ quản lý thì thiếu từ tiêu chuẩn, thì là B loại này, là thiếu từ tiêu chuẩn. Còn C thì việc bổ nhiệm chức vụ quản lý căn cứ nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập ok, có từ tiêu chuẩn rồi, từ điều kiện rồi, nhưng mà thiếu từ điều kiện của chức vụ quản lý, thì lại thiếu của chức vụ quản lý, thì chúng ta thấy là gì? Cái C nó sai ở chỗ đó, thì chúng ta thấy là gì ạ? Là cái D là đã ăn đúng các em nhá. Như vậy 14 là D vì những lý do đó, các em rõ chưa ạ? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 15. Chúng ta xem ở chương 2 của luận viên chức 2010 thì có bao nhiêu mục? A là gì? 4 mục, B 3 mục, C 2 mục và D 5 mục. Thầy xin mời các em. Và xin mời các em làm câu hỏi số 15 ạ. Và xin mời các em trả lời ạ. Vâng, bạn Phương Nguyễn là chọn 15C, đúng không ạ? Bạn khác thì sao ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ rồi. Để cho là C nó thấy là sao là hai mục, chúng ta thấy chương 2 nói về gì ạ? Nói về quyền của nghĩa vụ viên chức, đúng không ạ? Quyền và nghĩa vụ viên chức. Thì chúng ta thấy là mục 1 chính là nói về quyền viên chức, có 5 quyền từ điều 11 đến điều 15. Còn mục 2 chính nói về nghĩa vụ của viên chức thì có 4 nghĩa vụ và những việc viên chức không làm, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là đây là người ta hỏi là chương 2 của luật viên chức 2010 có bao nhiêu mục, thì chúng ta nhớ là có 2 mục là như vậy các em nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 16. Nó hỏi là gì ạ? Chương 3, đúng không ạ? Chương 3 của luật viên chức 2010 thì có bao nhiêu mục, đúng không ạ? A là 4, B là 7, C là 8 và D là 6. Thì xin mời các em ở câu hỏi số 16. Mà xin mời các em ạ. Và xin mời các em ạ.
Thì xin mời các em, ở câu hỏi 16 các bạn chọn là B. Thì chúng ta cũng biết rồi, luận viên chức 2.10 chương 3 là có nhiều mục nhất. Chúng ta thấy là có 7 mục, đúng không ạ? Quy định từ căn cứ tuyển dụng, đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ về rồi hợp đồng làm việc, đúng không ạ? Rồi liên quan đến biệt phái bổ nhiệm, cho thôi việc đào tạo bồi dưỡng, đúng không ạ? Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Thì là như vậy. Thì chúng ta thấy là có 7 mục các em đưa ra câu hỏi này là chính xác nhá, 7 mục đúng không ạ? Câu hỏi 16 là B là chính xác, đúng không ạ? 7 mục các em nhá. Vâng. Chúng ta đi tiếp vào là gì ạ? Là theo luật viên chức 2.10 chúng ta xem mục 1 của chương 2 thì có bao nhiêu điều? A là gì ạ? 3, B 5, C 4 và D 2. Đây xin mời các em ở câu hỏi số 17. Và xin mời các em ạ. Câu hỏi số 17. Vâng, xin mời các em. Vâng. Thế câu 17 các em thấy rất là rõ rồi. Đúng không? Mục 1 của chương 2 như thầy nói là về quyền của viên chức đấy, đúng không? Nó có 5 điều. Từ điều 11 đến điều 15 nói về quyền của viên chức, từ quyền hoạt động nghề nghiệp của viên chức thì có 7 quyền, quyền về tiền lương của viên chức thì có 3 quyền, quyền về hoạt động kinh doanh của viên chức thì có 3 quyền, quyền nghỉ ngơi của viên chức thì có 4 quyền và quyền khác. Đấy, chúng ta thấy là rất là rõ rồi. Câu hỏi số 17 chúng ta chọn là B là 5, mục 1 là có bao nhiêu điều, là có 5 điều nhưng ở của chương 2, mục 1 chương 2 đấy em nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ như vậy nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 18. Nó hỏi tên quản lý viên chức này lại, tên chương ấy nó thể hiện ở chương mấy? A là chương 4, B là chương 2, C là chương 6 và D là chương 5. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 18. Vâng, xin mời các em ạ, ở câu hỏi số 18. Với câu hỏi 18 thì chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy lần lượt, chúng ta thấy là ở luật viên chức 2.10 có 6 chương. Chương 1 có tên là những quy định chung. Chương 2 thì là gì? Là quyền và nghĩa vụ viên chức, đúng không ạ? Chương 3 là gì? Tuyển dụng sử dụng viên chức. Chương 4 thì là gì? Là quản lý viên chức. Chương 5 là khen thưởng và xử lý vi phạm. Và chương 6 là điều khoản thi hành. Thì người ta hỏi là cái tên quản lý viên chức ở chương mấy thì chắc chắn là chúng ta phải chọn A, nó là chương 4 rồi, đúng không ạ? Các em làm rất tốt, đúng không ạ? Đó các em nhá. Đấy là cách như vậy. Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi số 19. Người ta hỏi là tên chương khen thưởng và xử lý vi phạm thì nó nằm ở chương mấy, đúng không ạ? A là chương 6, đúng không ạ? B là chương 2, C là chương 3 và D là chương 5. Thầy xin mời các em. Xin mời các em ở câu hỏi số 19. Thì chúng ta thấy như thầy đọc rồi, vừa rồi chương 4 đúng không, là về quản lý viên chức. Thế còn về khen thưởng xử lý phạm thì chắc chắn phải là chương 5 rồi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đáp án đây chúng ta phải chọn là gì? Là câu hỏi 19, tên chương khen thưởng xử lý phạm là phải là chương 5, là D các em nhá. Chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 20. Nó hỏi các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức thể hiện ở điều 5 của luật viên chức 2.10 gồm mấy khoản? Đấy, hỏi mấy khoản. A là 5, B là 4, C là 6 và D là 7. Thầy xin mời em câu hỏi số 20. Với câu hỏi số 20 thì chúng ta thấy rất là dễ dàng rồi. Các nguyên tắc trong quản lý hoạt động nghề nghiệp viên chức thì nằm ở điều 5, đúng không ạ? Chính là 3T cộng 1C đấy, đúng không? Hai tuân thủ, một tận tụy cộng một chịu sự thanh tra kiểm tra đấy. Thì nó thấy là gì, đáp án nó phải là B rồi. Câu 2 này là B nhá. 4 khoản tương đương với 4 nguyên tắc như vậy thì đáp án thấy 20 là B các em nhá. Vâng, cảm ơn bạn Phương Nguyễn, bạn Thu Hà, rất ok. Chúng ta làm tiếp câu hỏi số 21 đúng không ạ?
là viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không được thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm trong thời hạn bao nhiêu ngày, bao nhiêu thời gian đấy kể từ ngày có quyết định kỷ luật có hiệu lực. A là 3 tháng, B 6 tháng, C 24 tháng và D 12 tháng. Thì xin mời các em. Vâng, xin mời các em ạ. Vâng, xin mời các em làm câu hỏi số 21. Thì chúng ta thấy rất là rõ rồi. Nội dung này thì liên quan đến hàng loạt các nội dung quy định là nằm ở điều 56, đúng không? Chúng ta thấy rất là rõ. Cụ thể nó ở khoản 2 điều 56 thì chúng ta thấy là khi mà viên chức bị khiển trách từ khiển trách đến cách chức ấy, đúng không? Thì sẽ không thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm trong thời gian là 12 tháng em nhá. Cứ gắn chữ cách chức là 12 tháng. Ngay cái thời hạn nâng lương và liên quan hình thức kỷ luật cách chức cũng là 12 tháng. Còn cảnh cáo chúng ta biết là 6 tháng, còn khiển trách là gì là 3 tháng. Chúng ta nhớ luôn cả luôn cái thời hạn bị kéo dài nâng lương ấy của viên chức ấy. Được chưa? Chúng ta thấy là 21 là D các em nhá. Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi 22. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật đang bị điều tra truy tố, xét xử thì không được. A. Bổ nhiệm biệt phái. B. Đào tạo bồi dưỡng. C. Giải quyết nghỉ hưu và hoặc thôi việc. Và D, cả ba đáp án trên đều đúng. Thầy xin mời các em câu hỏi số 22. Và xin mời các em câu hỏi số 22. Với câu hỏi số 22 này thì chúng ta thấy rất rõ rồi. Chúng ta căn cứ vào khoản 1 đúng không ạ, của điều 57 thì chúng ta thấy rất là rõ. Khi viên chức bị tòa án phạt tù bằng được án treo bị về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là chúng thấy từ không được cả bổ nhiệm biệt phái thứ chúng ta thấy rất là rõ đầy đủ, đúng không? Thì khi mà viên chức bị như vậy, đúng không? Thì chúng ta thấy là không được hưởng các quy định đó. Thì chúng ta thấy là khoản 3 của điều 56 làm rất rõ, đúng không ạ? Là viên chức đang trong thời gian kỷ luật điều tra xét xử thì không được bổ nhiệm biệt phái, đào tạo bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc cho thôi việc. Đấy, quy định rất chi tiết trong khoản 3 điều 56 các em nhá. Thì như vậy câu 22 này chúng ta phải chọn là D vì lý do đó, được chưa? Là D, được chưa? Vâng, chào bạn Cơ Khí Khánh Hường. Vâng, thì hôm nay thầy có buổi live stream để trao đổi các em về bộ đề mẫu cho các em để chúng ta mai các em thi nhá. Thì hy vọng các em cố gắng cộng với các cái bài giảng mà thầy đã giảng trong suốt quá trình dạy các em, các bộ đề và đáp án thầy cũng đã gửi cho các em rồi, thì các em cố gắng dành thời gian học, lắng nghe, làm bài các em nhá. Vâng, chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 23. Là việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức viên chức theo mấy nội dung, thể hiện theo mấy nội dung? A 6, B 4, C 5 và D 3. Thầy xin mời các em câu hỏi số 23. Vâng, xin mời các em ạ. Thì với câu hỏi này thì chúng ta thấy rất rõ, chúng ta căn cứ vào khoản 1 của điều 58 thì chúng ta thấy rất là rõ, đúng không? Là có 6 nội dung quy định về việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức. Thì thấy đáp án của hỏi 23 này chúng ta phải chọn là A em nhé, A em nhé. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 24. Người ta hỏi là cơ quan nào quy định việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức, đúng không ạ? A người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, B nhà nước, C các bộ cơ quan bộ và D chính phủ. Thầy xin mời các em. Thì với quy định trong luật thì con thấy cái nội dung này nó nằm ở khoản 2 của điều 58 quy định rất rõ, đúng không? Và cái mẹo thầy cũng đã dạy các em rồi, 95% trong câu hỏi ở trong luật viên chức 2-10 có câu hỏi cơ quan nào quy định thì chúng ta chắc chắn là phải chọn là chính phủ. Như vậy câu hỏi 24 này, đấy, cơ quan nào quy định về việc chuyển đổi giữa viên chức cán bộ công chức người ta phải chọn là D chính phủ các em nhá. Đấy 95%, đấy chính phủ quy định hàng loạt về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, khen thưởng, xử lý kỷ luật, bồi thường hoàn trả của viên chức, rồi chính phủ quy định về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, đấy hàng loạt các vấn đề. Đấy, rồi quy định về nguyên tắc xác định vị trí việc làm mà thứ hàng loạt các em nhá. Đó thì 24 chọn là D em nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 25 là viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 thì có quyền và nghĩa vụ được quản lý như: A là viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của luật viên chức. B viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn theo quy định của luật viên chức. C cả A và B đều đúng, D cả A và B đều sai. Thầy xin mời các em làm câu hỏi 25.
Xin mời các em ạ. Thì câu hỏi 25 này chúng ta thấy đối chiếu trong luật thì chúng ta thấy rất là rõ rồi. Cái nội dung này thì nó nằm quy định rất là rõ về quy định chuyển tiếp, đúng không ạ? Điều 59, cụ thể khoản 1 điều 59 mà thầy dặn các em nhớ từ khóa cho thầy ấy, là có nhớ trước ngày 1/7/2003 thì viên chức sẽ có quyền quản lý cái chữ gì với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Thì chúng ta thấy với câu hỏi này thì chúng ta thấy rõ ràng rồi, câu hỏi 25 là gì? Đấy, trước 2001/7/2003 thì chắc chắn đấy có chữ hợp đồng không xác định thời hạn, thì chúng ta chọn A nhé. 25 là A, được chưa? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 26. Nó hỏi luật viên chức có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? A. 1/1/2010. B. 1/1/2011. C. là gì ạ? 1/1/2013 và D. 1/1/2012. Thầy xin mời các em câu hỏi số 26. Xin mời các em ạ. Thì chúng ta biết rồi, câu 26 chúng ta phải chọn D rồi. Đấy, đúng không? Vì luật viên chức 2010 thì ban hành ngày 15/11/2010 và có hiệu lực vào ngày 1/1/2012 em nhá. Án D như bạn Thu Hà đã đưa ra, đúng không ạ? Đấy là chính xác. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 27 thì theo quy định luật viên chức 2010 thì thời gian tập sự viên chức là bao nhiêu tháng, đúng không? A là gì? Từ 3 tháng đến 6 tháng. B từ 6 tháng đến 12 tháng. C từ 3 tháng đến 9 tháng. Và D là từ 3 tháng đến 12 tháng. Thầy xin mời các em câu hỏi số 27. Với câu hỏi số 27 thì chúng ta thấy rất rõ rồi. Chúng ta phải căn cứ vào khoản 2 của điều 27 quy định về chế độ tập sự, đúng không ạ? Thì thời gian tập sự viên chức là từ 3 tháng đến 12 tháng, đúng không ạ? Nó làm rõ trong nghị định 29 và nghị định 161/2018 thì cụ thể với từng chức danh, có thấy với vị trí việc làm mà yêu cầu về trình độ trung cấp thì sẽ là gì, là 6 tháng, trình độ cao đẳng sẽ là gì, 6 tháng cộng với bác sĩ có trình độ học cũng là 9 tháng. Vâng, đấy. Còn trình độ các vị trí việc làm khác yêu cầu trình độ học là 12 tháng. Đấy, các em nhớ như vậy nhá. Đấy, còn trung cấp là sẽ là gì? Là 6 tháng, cao đẳng cộng với bác sĩ có trình độ đại học là 9 tháng, đúng không ạ? Còn các vị trí việc làm khác yêu cầu trình độ đại học là 12 tháng. Đó, thì chúng ta nhớ như vậy. Còn thời gian tập sự viên chức, ta nhớ chọn là D ở câu hỏi 27 em nhé. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 28. Là gì ạ? Theo luật viên chức 2010 thì hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào? Đó, hợp đồng xác định thời hạn này. A là hợp đồng mà cho nó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 24 tháng. B là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian đủ 36 tháng. C là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. D, cả A, B, C đều sai. Thầy xin mời em câu 28. Vâng, xin mời các em ạ. Với câu hỏi số 28 thì thầy cũng đã dạy cho các em liên quan đến quy định về hợp đồng rồi, đúng không? Liên quan rất là rõ về cái khái niệm về hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn. Thì chúng ta thấy về chúng ta có hai loại hợp đồng mà, và hai loại hợp đồng này nó quy định rất rõ ở điều 25 rồi. Thì với hợp đồng cứ khóa nhớ cho thầy là từ hợp đồng xác định thời hạn thì nhớ là gì, từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, đúng không? Thế còn với hợp đồng không xác định thời hạn thì đó chính là gì, không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng. Ở đây câu hỏi đưa ra đó là gì, là về hợp đồng xác định thời hạn thì ta nhớ là từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, thì ta nhìn đây là chỉ có C là đáp ứng thôi. Thế còn cái A, cái B thì là cái A là từ đủ 12 tháng đến 24 tháng đúng rồi, cái B là gì, khoảng 3 thời gian đủ 36 tháng thì không đúng, thấy là chỉ là C là đúng nhá em nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 29. Tìm ra đúng để hoàn chỉnh câu sau. Theo quy định của luật viên chức thì tuyển dụng là việc lựa chọn người, chúng ta chấm chấm, ta điền vào án trong một trong bốn phương án em nhá, vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Chúng ta sẽ điền phương án A bằng hình thức thi tuyển, B bằng hình thức xét tuyển, C có phẩm chất, trình độ và năng lực, D có đạo đức và trình độ. Thầy xin mời em câu hỏi số 29. Thì với câu hỏi này chúng ta phải quay lại điều 3, cụ thể là khái niệm ở khoản 4 điều 3 thì sẽ thấy rất rõ để điền nhá.
Thì cái cần điền con thấy khái niệm rồi, là từ khóa như thầy dạy các em là tuyển dụng là lựa chọn người có phẩm chất, đúng không? Trình độ và năng lực. Thì chúng ta thấy đáp án đây, chúng ta thấy phải chắc chắn là chúng ta phải chọn là gì, là C rồi, đúng không? Đấy, chứ không phải là A. A và B đấy là nó là phương thức tuyển dụng quy định ở điều 23. Phương thức tuyển dụng của viên chức là gồm là gì, thi tuyển hoặc xét tuyển. Đấy thì không đúng, người ta cái tuyển dụng đây là phải là C, người có phẩm chất và trình độ năng lực em nhé. Nhưng mà cái D là chưa chính xác, có đạo đức và trình độ là chưa chính xác. Đó thì phải 29 thì nó thấy phải là C với lý do đó em nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 30, nó hỏi theo quy định của luật viên chức 2010 thì thời hạn biệt phái của viên chức là bao nhiêu năm? A không quá 2 năm, B không quá 3 năm, C không quá 4 năm và D là gì? Không quá 5 năm. Thì xin mời các em. Xin mời các em ạ. Vâng, thì về biệt phái viên chức thì nội dung này chúng ta căn cứ rất là rõ ở khoản 2 của điều 36 của định biệt phái viên chức. Chúng ta thấy thời hạn mà cử biệt phái thì không quá 3 năm các em nhá. Thì chúng ta thấy đáp án ở câu hỏi 30 này chắc chắn là chúng ta phải chọn là B rồi, căn cứ vào khoản 2 của điều 36. Vâng, bạn Thu Hà, bạn Phương Nguyễn đã trả lời đúng, đúng không ạ? Thì 30 câu hỏi 30 thì các em nhớ cho thầy là B nhá. Thời hạn biệt phái viên chức là không quá 3 năm. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 31 là theo quy định luật viên chức thì trong quản lý viên chức phải đảm bảo nguyên tắc A. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân. B. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước. C. Tận tụy phụ dân. D. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử. Thầy xin mời các em làm câu hỏi 31. Với câu hỏi 31 này chúng ta thấy rất là dễ dàng rồi. Cái nội dung và liên quan gọi là nguyên tắc quản lý viên chức thì nó nằm ở điều 6, các em biết rồi. Nó có bốn nguyên tắc đúng không ạ? Nó là 2B cộng cộng BT đấy, đúng không? VT đấy. Đấy, đúng không? Thì chúng ta thấy rất rõ ở cái điều 6 đúng không? 2B đây chúng ta thấy hai chữ bảo đảm đấy, chúng ta thấy đúng không? Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đúng không ạ? Cộng sản Việt Nam thống nhất quản lý nhà nước, rồi bảo đảm quyền chủ động đề cao vững đầu. Còn V chính là việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá quản lý viên chức thì trên cơ sở tiêu chuẩn chính danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đấy. Còn T chính là thực hiện bình đẳng giới đúng không? Thì chúng ta thấy là ở đây ta nhìn thấy là gì, cái 2B cộng VT thì chúng ta thấy là cái anh A loại rồi vì nó C loại luôn đúng không? Còn T ở đây chúng ta thấy là T nhưng mà VT T nó phải là thực hiện, chứ còn đây hai cái T này tuận tụy mới tuân thủ thì không nằm trong cái từ khóa chúng ta, mà bản chất cái A, cái C, cái D này nó là nằm trong trong nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp của viên chức chứ không phải là nguyên tắc quản lý viên chức. Như vậy nguyên tắc quản lý viên chức chỉ là cái B thôi. Đấy, 2B. Đấy, bảo đảm. Đấy, chúng ta nhớ từ khóa, chúng ta nhớ nhá. Đó, thì 31 là B vì lý do đó. Các em rõ chưa? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi 32. Ta tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau. Đúng không ạ? Còn là theo quy định của luật viên chức thì viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập. Theo, đấy chúng ta sẽ điền 4 phương án A, B, C, D sau chữ theo này. Rồi hưởng lương từ quỹ lương đơn vị công lập theo quy định của pháp luật. A là chế độ hợp đồng làm việc, B quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, C quy định của luật lao động và D quy định của luật viên chức. Thầy xin mời các em câu hỏi 32. Với câu hỏi số 32 này thì các em phải căn cứ vào điều 2 của luật viên chức 2010 em nhá. Điều 2 của luật viên chức 2010 thì chúng ta sẽ đối chiếu và chúng ta thấy sẽ ta điền cái gì đúng không ạ? Thì cái điền đây chúng ta thấy là cái đoạn mà làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo đây phải theo chế độ hợp đồng làm việc đúng không ạ? Đấy, mà hợp đồng làm việc chúng ta biết là chúng ta có hai loại hợp đồng làm việc, đó là hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định hạn. Nó được chi tiết ở điều 25 đó, đó là luật viên chức 2010 hiện hành. Thế còn sau ngày 1 tháng 7 2020 thì chúng ta chỉ còn gì, còn một loại hợp đồng, nó hợp đồng xác định thời hạn, có thời hạn là từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Nhưng còn với luật hiện hành thì chúng ta thấy là với hợp đồng xác định thời hạn là từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, mà người ta làm về câu khái niệm về hợp đồng ấy, là xác định thời hạn đấy, em nhớ nhá. Mà còn nó sẽ không còn cái hợp đồng từ sau ngày 1 tháng 7 2020 thì sẽ không còn hợp đồng không xác định thời hạn nữa, đúng không? Mà chúng ta cũng gọi là biên chế suốt đời, mà các em có hiểu nhầm là không được làm việc, không làm công chức, không làm viên chức đấy, nhưng không phải. Đấy, nó chỉ là cái biên chế suốt đời, bản chất nó chỉ là hình thức hợp đồng, nhưng không còn hợp đồng không xác định thời hạn thôi. Thế các em bạn này thi đợt này chúng ta có cơ hội tuyển dụng trước ngày 1 tháng 7 2020 thì cái luật kia nó mới
lực thì chúng ta tuyển trước vào đó, tuyển dụng vào đó thì chúng ta có cơ hội sau đó ký hợp đồng, khi hết thời hợp đồng xác định thời hạn thì chúng ta các em được ký hợp đồng không xác định thời hạn các em nhá. Đấy là biên chế suốt đời đấy các em nhá, cố gắng lên được. Đấy, thì 32 là A các em nhá. Chúng ta đi tiếp vào khoản 33. Theo luật trước thì trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập bao nhiêu năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức mà không qua thi tuyển. A, đó là thông từ đủ 3 năm trở lên. B, từ đủ 6 năm trở lên. C, từ đủ 10 năm trở lên. Và D, từ đủ 5 năm trở lên. Thầy xin mời các em câu hỏi 33. Với câu hỏi 33 này thì các em ở căn cứ giúp thầy cho thầy là ở đây liên quan đến nội dung của điều 58 các em nhá. À, cụ thể là chúng ta thấy ngay ở khoản điểm A khoản 1 điều 58, đó là trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 5 năm trở lên thì sẽ được chuyển thành công chức không qua thi tuyển, thì chúng ta thấy rõ ràng đáp án đây là phải là gì, là D nhá. Đấy, 33 là D. Như vậy chúng ta có 33 câu liên quan đến luật viên chức, được chưa? Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi số 34. Đó là liên quan đến điều lệ trường trung học thì gắn với thông tư số 12. Nên các bạn bảo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học thì cơ quan nào sẽ nhận hồ sơ xem xét điều kiện thành lập đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là trung học phổ thông. A là ủy ban nhân cấp huyện. B, chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh. Cấp huyện, B là chủ tịch ủy ban cấp huyện. C là ủy ban nhân cấp tỉnh và D là chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh. Thầy xin mời các em câu hỏi số 34. Và xin mời các em ạ. Và xin mời các em ạ. Cái nội dung này chúng ta phải chọn là C, ủy ban cấp tỉnh, đúng không ạ? Cái nội dung này chúng ta căn cứ rất rõ vào điểm C, đó, điểm C của khoản 2, đúng không ạ? Điều 11 thì ta thấy rất là rõ các em nhá. Chúng ta gắn bao giờ chữ, nhớ cái mẹo là gắn với chữ mà trung học phổ thông thì các em bao giờ cũng liên quan đến ủy ban cấp tỉnh. Đấy, đúng không? Thế còn trung học cơ sở là gắn với ban cấp huyện các em nhá. Đó thì chúng ta nhớ là 34 là C. Chúc mừng các em. Chúng ta đi làm tiếp câu hỏi số 35. Là theo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học, trong thời hạn bao nhiêu ngày để làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì ban nhân cấp huyện sẽ ra quyết định thành lập, cho phép thành lập đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học mà cấp học cao nhất là trung học cơ sở. Đấy các em thấy không? Thế thầy nói là ủy ban cấp huyện thì bây giờ gắn với trường trung học cơ sở, còn ủy ban cấp tỉnh là gắn với trung học phổ thông. Thì chúng ta xem câu hỏi 35 này về thời gian thì bao nhiêu ngày các em nhá. A là 10 ngày, B 15 ngày, C 20 ngày và D 25 ngày. Thầy xin mời các em. Thì ở nội dung này chúng ta vẫn căn cứ vào điểm B. Vâng, điểm B khoản 2 điều 11 thì chúng ta chọn đáp án ở đây phải là 20 ngày các em nhá. 20 ngày trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ các em nhá. Thì ban cấp huyện sẽ ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, đúng không ạ? Đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học mà cấp học cao nhất mà trung học cơ sở. Đấy, thầy nói ban cấp huyện luôn gắn với chữ trung học cơ sở, ban cấp tỉnh luôn gắn với chữ gì ạ? Với trung học phổ thông nhá. Vâng, cảm ơn bạn Đào Thảo Vân, bạn Phượng Nguyễn nhá đã chọn đáp án đúng. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 36. Câu hỏi là theo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học thì có mấy nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học? A 6, B 7, C 8 và D 9. Thầy xin mời các em làm câu hỏi 36. Và xin mời các em ạ. Cái nội dung về nhiệm vụ quyền hạn của trường trung học này thì chúng ta phải căn cứ vào điều 3 các em nhá. Đấy, điều 3 để chúng ta trả lời. Đó thì các em xem chúng ta sẽ chọn đáp án nào để trả lời đây. Xin mời các em. Vâng, các bạn chọn là D. Thì tại sao là D? Thì chúng ta thấy phải có những cái căn cứ rất là rõ ở cái điều 3 như thầy nói, đúng không? Điều 3 của trong điều lệ trường trung học thì chúng ta thấy là ở đây có 9 nhiệm vụ quyền hạn của trường trung học mà công thức là 6T, K,
cộng 2Q cộng 1H đấy, đúng không? Thì là 6 nhiệm vụ. Đấy, từ việc tổ chức giảng dạy, quản lý giáo viên, tuyển sinh, thực hiện kế hoạch phổ cập, huy động quản lý sử dụng nguồn lực, rồi quản lý sử dụng bảo quản cơ sở vật chất, tổ chức cho giáo viên nhân viên tham gia hoạt động xã hội, rồi thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục, rồi thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn khác. Chúng ta thấy là có 9 nhiệm vụ quyền hạn của trường trung học em nhá, với công thức là 6T cộng 2Q cộng H 1H được chưa? Thì câu hỏi số 36 là D em nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 37. Theo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học thì trường trung học được tổ chức theo loại hình nào? A công lập, B tư thục, C dân lập và D là công lập và tư thục. Thì xin mời các em ở câu hỏi số 37. Về loại hình của trường ấy thì chúng ta thấy sẽ căn cứ vào điều 4 các em nhé, mà cụ thể ở khoản 1 điều 4 thì chúng ta thấy rất rõ là trường trung học được tổ chức theo hai loại hình, đó là công lập và tư thục. Trường công lập thì do cơ quan nhà nước thành lập, đúng không? Còn trường tư thục thì do các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân thành lập. Đó thì chúng ta thấy rất là rõ. Còn chúng ta không còn với mầm non thì chúng ta mới có dân lập nha, còn từ tiểu học trở lên là chúng ta chỉ có công lập và tư thục thôi. Thì đây trường trung học cũng vậy, chúng ta chỉ có hai loại hình, đó là công lập và tư thục, thì chúng ta thấy là D các em nhá. 37 là D. Chúc mừng các em. Vâng, chào bạn Lan Phương. Vâng, thì chúng ta đi tiếp hỏi 38. Theo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học thì trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có nhiều cấp học, có cấp cao nhất là trung học cơ sở do cơ quan nào quản lý? A là phòng giáo dục đào tạo, B sở giáo dục đào tạo, C là bộ giáo dục đào tạo và D ủy ban cấp huyện. Thầy xin mời các em câu hỏi 38. Thì về liên quan về cái thẩm quyền quản lý này các em nhá, thì chúng ta thấy rất là rõ về nội dung ở đây. Họ đã phân quyền rất là rõ, quy định ở điều 6 về phân cấp quản lý. Thì chúng ta thấy với các cái trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học, mà cấp cao nhất là trung học cơ sở, nói chung cứ gắn với trung học cơ sở, thì chúng ta nhớ đó là do gì? Phòng giáo dục đào tạo quản lý các em nhá. Còn cấp cao hơn một chút đó là trung học phổ thông thì sẽ do sở giáo dục đào tạo quản lý. Còn đây câu hỏi người ta hỏi là gì? Trường trung học cơ sở thì chúng ta nhớ là gì gắn với phòng giáo dục đào tạo, thì chúng ta chọn A, 38 là A các em nhé. Chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 39. Là theo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học thì hội đồng trường có tổng số bao nhiêu thành viên? A là 5 đến 7 thành viên, B 7 đến 9 thành viên, C 9 đến 13 thành viên và D là 13 đến 15 người. Thế là xin mời các em ở câu hỏi số 39 về hội đồng trường ấy em nhá. Vâng, xin mời các em ạ. Thì về hội đồng trường thì chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Nó quy định rất là chi tiết ở điều 20, mà cụ thể với câu trả lời này chúng ta căn cứ vào cái khoản 2 về cơ cấu tổ chức hội đồng trường, chúng ta thấy là tổng số thành viên của hội đồng trường là từ gì 9 đến 13. Đấy, nó phải là số lẻ các em nhá, vì liên quan đến bỏ phiếu, liên quan đến qua bán, nguyên tắc qua bán. Chúng ta thấy là số 39, câu hỏi số 39 này phải là C, 9 đến 13 người các em nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 40. Theo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học, cơ quan nào sẽ nhận hồ sơ xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 điều 9 của điều lệ này? Đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và cấp học cao nhất là trung học phổ thông, A phòng giáo dục đào tạo, B trưởng phòng giáo dục đào tạo, C sở giáo dục và đào tạo và D là gì giám đốc sở giáo dục đào tạo. Thầy xin mời các em câu hỏi số 40. Với câu hỏi số 40 mà các em nghe những phần mà thầy đã nói về từ khóa thì các em có thể hoàn toàn làm được luôn. Thì chúng ta thấy nó rất là dễ. Như thầy nói về cái mẹo rồi, cái gì gắn với chữ trung học cơ sở thì nó sẽ là gì phòng giáo dục đào tạo, cái gì mà gắn với chữ trường trung học phổ thông là sẽ gắn với gì sở giáo dục đào tạo, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy nội dung này nó quy định rất là rõ, liên quan đến khoản 3 của điều 11 thì rất là rõ nhá, về quy định này. Thì chúng ta thấy rõ ràng đáp án ở đây chúng ta phải chọn là C, nó là gì 40 là C, là sở giáo dục đào tạo sẽ là cơ quan sẽ nhận hồ sơ xem xét điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục. Đấy, hoạt động giáo dục thì sẽ liên quan đến chuyên môn, đó là phòng giáo dục thì đối với các trường học cơ sở, với sở giáo dục thì đối với trường học phổ thông. Còn cho phép thành lập thì liên quan đến cơ quan chính quyền, liên quan đến cấp huyện là với trường trung học cơ sở,
với ban nhân cấp tỉnh sẽ với gì, với trường trung học phổ thông em nhá. Đấy, nó phân cấp rất rõ và chúng ta phải hiểu ý ra như vậy. Câu hỏi số 41 là theo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học thì trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ thì trưởng phòng giáo dục đào tạo ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học mà học cao nhất là gì? Trung học cơ sở. A là 10 ngày, B 20 ngày, C 30 ngày và D 40 ngày. Thầy xin mời các em. Cái nội dung này nếu chúng ta nên thấy mẹo và liên quan về cái thời gian ấy mà cho phép này, chúng ta thấy là liên quan tất cả với trong cái thông tư này, thông tư 12, hoặc là chúng ta căn cứ vào điểm B khoản 4 đúng không? Của điều 11 thì chúng ta thấy rất rõ đúng không? Thì cái này chúng ta phải chọn là B 20 ngày. Thì chúng ta thấy tất cả đây là về thời hạn, đây trong điều lệ này chúng ta thấy về cái thủ tục thành lập này, chúng ta nhớ cho phép này đều là 20 ngày em nhá. Thì ta nhớ cái mẹo đấy, con số 20 ngày rất là dễ. Đấy, nó không như cái của ông anh tiểu học thì hơi rắc rối. Thế còn của các em nó rất là dễ nhá. Đó thì là 20 ngày làm việc, em rõ chưa? Thì chúng thấy đáp án ở đây nó là gì? Câu hỏi số 41 là B. Chúc mừng các em. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 42. Theo điều lệ, theo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học thì trường trung học không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn bao lâu kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục thì sẽ bị đình chỉ hoạt động giáo dục. A 3 tháng, B 6 tháng, D 9 tháng và D là 1 năm. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 42. Đấy, quy định về đình chỉ hoạt động giáo dục thì quy định rất rõ ở điều 13 trong điều lệ trường trung học em nhé. Và câu hỏi này thì nó nằm ở điểm D khoản 1 điều 13. Và như bạn Phương Nguyễn đã trả lời đây, chúng ta thấy đáp án chúng ta phải chọn là gì? Là D 1 năm nhá. Trường trung học không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 1 năm kể từ ngày cho phép hoạt động giáo dục thì sẽ bị đình chỉ hoạt động giáo dục em nhá. 42 là D. Chúng ta làm tiếp câu hỏi số 43. Theo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học thì ai là người có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhà trường, đúng không ạ? A chủ tịch ban cấp xã, B chủ tịch ban cấp huyện, C người có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục và D tất cả gì? Các đáp án trên đều đúng. Thầy xin mời các em ở câu hỏi 43. Cái nội dung này thì chúng ta đối chiếu với điều lệ thì chúng ta thấy là về thẩm quyền thì các em 13 thì rất là rõ. Mà nếu chúng ta hiểu thông thường thì ông nào cho phép thì ông đó có quyền đình chỉ em nhá. Đó. Thì chúng ta thấy rồi thì chúng ta phải chọn đáp án là C, là người có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục thì sẽ cũng là người gì? Có thẩm quyền đình chỉ em nhá. Đấy, ông nào sinh ra thì cho ông đấy cho chết đi đấy, các em nhớ như vậy nhá. Thì với hoạt động giáo dục chúng ta biết rồi, thẩm quyền cho phép với các trường cho cơ sở đó là gì? Trường phòng đào tạo với trường trung học phổ thông là giám đốc sở đào tạo em nhá. Thì câu 43 ta phải chọn là C nhá, vì lý do đó, em rõ chưa? Còn căn cứ vào luật thì chúng ta thấy rất rõ ở khoản 2 điều 13, được chưa? Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi số 44 là theo thông tư số 12 ban hành điều lệ trường trung học thì đâu là các hành vi mà giáo viên không được làm? A là ép buộc học sinh học thêm để thu tiền, B hút thuốc lá, uống rượu bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia hoạt động giáo dục, sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp, C bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục, D tất cả đáp án trên là đúng. Thầy xin mời các em làm câu hỏi 44. Thì chúng ta thấy rõ ràng rồi, câu hỏi 44 này đúng không? Liên quan đến các hành vi mà giáo viên không được làm, đúng không ạ? Chúng ta thấy quy định rất rõ trong điều lệ, đúng không? Cái này thì những cái quy định này thì chúng ta thấy rõ ràng rồi, nó được thể hiện rất là rõ cái những quy định bắt buộc mà nó từ quy định từ điều 19 trong luật viên chức đối với viên chức nói chung. Thế còn với trong điều lệ thì con thấy là nó có 6 hành vi rất rõ dành cho giáo viên không được làm. Thì đây là chính là những cái hành vi đấy, con thấy là 3 hành vi trong 6 hành vi không được làm của giáo viên. Thế là thấy chọn là D là chính xác, 44 là D em nhá. Đó. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 45. Đó là theo thông tư số 12 thì điều lệ trường trung học đấy, thì con thấy giáo viên có thành tích sẽ được khen thưởng. A phong tặng các danh hiệu thi đua, B các danh hiệu cao quý khác, C cả A và B đều đúng, D cả A cả B đều sai. Thầy xin mời các em làm câu hỏi số 45. Câu hỏi số 45 đây cũng là câu hỏi cuối liên quan đến điều lệ trường trung học các em nhé. Đấy thì chúng ta có các câu về luật viên chức, về điều lệ trường trung học theo thông tư số 12
đấy, theo đúng cái form giới hạn mà của Quảng Ninh đưa ra dành cho các bạn thi khối viên chức giáo dục. Thì 4 năm chúng ta thấy rồi, chúng ta căn cứ ở khoản 1 điều 36 trong điều lệ trường trung học thì nó thấy rất rõ, khi mà giáo viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được phong tặng danh hiệu và các danh hiệu cao quý khác, thì nó thấy là C, cả A và B đều đúng các em nhá. Chúc mừng các em. Chúng ta chuyển sang câu hỏi 46 liên quan đến, bắt đầu câu hỏi này liên quan nghị định số 27/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức. Đó, người ta hỏi là có mấy nguyên tắc xử lý kỷ luật của viên chức? A 4, B 5, C 6 và D 7. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 46. Và xin mời các em ạ. Mà với về câu hỏi về có mấy nguyên tắc này về xử lý kỷ luật đối với viên chức thì chúng ta phải căn cứ vào điều 3. Đấy, các nguyên tắc như kiểu khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật, rồi mỗi hành vi vi phạm chỉ gì bị xử lý một hình thức kỷ luật, rồi thái độ, nguyên tắc về thái độ tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả viên chức có hành vi, là yếu tố xem xét để tăng nặng giảm nhẹ. Rồi tiếp về thời gian chưa xem xét kỷ luật thì đối với viên chức trong các trường hợp mà quy định ở điều 5 của nghị định này là không tính vào thời gian kỷ luật. Đấy, điều 5 là quy định về các trường hợp chưa xem xét kỷ luật. Rồi không áp dụng hình thức kỷ luật hành chính thay cho hình thức kỷ luật, và cấm mọi hành vi là gì xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm, thì chắc chắn chúng ta phải chọn là 6 rồi, 6 nguyên tắc các em nhá. Như vậy là câu hỏi 46 này chúng ta phải chọn là 6 nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức. Đó. Chúng ta đi tiếp ở câu hỏi số 47. Theo nghị định số 27/2012 thì đâu là các hình thức kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý? A là khiển trách, B cảnh cáo, C buộc thôi việc, D tất cả đáp án trên đều đúng. Thầy xin mời các em ở câu hỏi số 47. Và xin mời các em làm tiếp câu hỏi số 47 ạ. Vâng, các bạn, câu hỏi 47 thì chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Ở đây, câu hỏi số 47 thì chúng ta thấy rồi. Với viên chức không chức quản lý thì chỉ có 3 thôi. Đó là gì? Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Thế còn với viên chức quản lý chúng ta nhớ là có 4, đúng không ạ? Đó là gì? Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Vì viên chức quản lý có chức mới cách được chứ, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái hỏi này người ta hỏi là về các hình thức kỷ luật đối với viên chức không quản lý thì chỉ có 3 thôi. Khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc, thì án D là chính xác em nhá. Họ đầy đủ nhất, được chưa? Đấy, bạn Hoàng Hưng Dương ghi rất là chi tiết, rất là tốt. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 47. Là theo nghị định số 27 ấy, thì thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là bao nhiêu tháng? A là gì? 1 tháng, B 2 tháng, C 3 tháng và D 4 tháng. Thầy xin mời các em câu hỏi số 47 liên quan đến nghị định số 27. Thầy xin mời các em. Thì chúng ta nghe về cái thời gian xử lý kỷ luật. Nếu trong luật viên chức 2010 thấy người đó là thời gian xử lý kỷ luật đối viên chức là không quá 2 tháng. Trong trường hợp mà kéo dài cần xác minh thì không quá 4 tháng. Nhưng mà với trong nghị định 27 thì họ ghi là gì? Thời hạn xử lý kỷ luật là tối đa. Đấy, không có từ không quá nữa. Nhưng mà vẫn là đáp án chọn vẫn là gì là 2 tháng, đúng không? Đấy, thì câu hỏi số 47 này là thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là gì là 2 tháng. Còn sự khác nhau về câu chữ thì luật viên chức 2010 là không quá 2 tháng. Còn đây là gì? Với nghị định 27 là gì? Tối đa 2 tháng em nhá. Đấy là sự so sánh để chúng ta biết được. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 48. Là theo nghị định số 27 thì khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của viên chức thì ai là người có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định tại 14 nghị định này? Phải ra thông báo văn bản để xem xét xử lý kỷ luật. A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. B. Bộ trưởng Bộ Nội vụ. C. Giám đốc Sở Nội vụ. Và D. Trưởng phòng Nội vụ. Thầy xin mời các em câu hỏi số 48. Và xin mời các em ạ. Thì với nội dung này chúng ta căn cứ vào khoản 2 của điều 7 thì chúng ta sẽ trả lời được em nhé. Thì khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thì chắc chắn phải người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định tại điều 14 của nghị định này em nhé. Thì đáp án chắc chắn phải là A nhé. Căn cứ khoản 2 điều 7 thì chúng thấy là đáp án ở đây phải là A, 48 là A em nhé. Vâng.
Cảm ơn các em đã đưa ra đáp án chính xác, bạn Thủy Lê, bạn Phương Nguyễn, cơ khí Khánh Hường và các bạn khác. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 49. Theo nghị định số 27/2012 thì chúng ta điền nội dung còn thiếu của hành vi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức cảnh cáo đối với viên chức là tự ý nghỉ việc tổng số từ cái này chấm chấm ta điền nhá, làm việc từ trong một tháng mà được tính trong tháng dương lịch hoặc từ chấm chấm ta sẽ điền phương án ABC ở dưới, D ở dưới đúng không ạ, làm việc liên tiếp mà không có lý do chính đáng, A từ nghĩa là năm từ ba đến dưới 5 ngày, B 5 đến dưới 7 ngày, C 7 đến dưới 9 ngày và D là 9 ngày đến dưới 11 ngày. Thầy xin mời các em câu hỏi 49, bạn Thủy Lê chọn là B. Các bạn khác thì sao? Thì về cảnh cáo thì chúng ta biết rồi. Ở hình thức cảnh cáo thì có 10 tất cả có 11 hành vi đúng không? Vi phạm kỷ luật mà chúng ta hành vi vi phạm pháp luật mà sẽ áp dụng hình thức cảnh cáo. Cái nội dung mà chúng ta thấy là nói về cái số ngày nghỉ này cho thấy nó nằm ở cái hành vi thứ 4. Tự ý nghỉ việc tổng số ngày từ 5 đến dưới 7 ngày, làm việc trong một tháng được tính theo tháng dương lịch hoặc từ 5 đến dưới 7 ngày làm việc liên tiếp mà không có lý do chính đáng, thì chúng ta thấy câu trả lời này như các bạn đưa ra là 49 phải là B các em nhá. Đấy, 5 đến dưới 7 ngày. Chúng ta đi vào làm câu hỏi số 50. Theo nghị định số 27 thì có bao nhiêu hành vi vi phạm pháp luật của viên chức sẽ áp dụng hình thức là cách chức? A là 2, B là 3, C là 4 và D là 5. Thầy xin mời các em câu hỏi số 50. Cái quy định về hình thức cách chức này nó quy định ở điều 12 các em nhá. Đó, có những quy định rất rõ về các cái hành vi vi phạm pháp luật mà sẽ bị áp dụng hình thức cách chức đối với viên chức ấy. Đấy, như cái này dành cho viên chức quản lý rồi, đúng không ạ? Là thứ nhất là cho thấy là không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành, thứ hai là sử dụng giấy tờ không hợp pháp để gì? Bổ nhiệm chức vụ, thứ ba là bị phạt tù cho hưởng án treo. Thứ 4 là vi phạm mức độ nghiêm trọng của pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đấy. Thì chúng ta thấy là đây là chắc chắn là phải là C là 4 rồi em nhá, 50. Nghĩa là chúng ta thấy là có 4 hành vi vi phạm pháp luật của viên chức sẽ bị áp dụng hình thức cách chức nhá. Cách chức thì sẽ là 4, đúng không? Đấy, còn với khiển trách thì ta nhớ là 8, cảnh cáo là 11. Đấy, ta nhớ như vậy. Đấy, được chưa ạ? Vâng. Còn với buộc thôi việc thì chúng ta thấy là sẽ cũng có 6 nhá. Đấy, chúng ta nhớ là như vậy. Đấy. Được chưa? Buộc thôi việc thì là 4, đúng không ạ? Còn cách chức thì là 6, khiển trách thì là 8 và cảnh cáo là 11. Đấy, chúng ta đi từ thấp đến cao. Chúng ta nhớ về các hành vi vi phạm pháp luật mà bị áp dụng hình thức kỷ luật. Đấy, buộc thôi việc với cách chức thì là 4. Đấy, cách chức là 4, buộc thôi việc là 6, đúng không ạ? Khiển trách là 8, còn cảnh cáo là 11. Cảnh cáo là nhiều nhất, được chưa ạ? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 51 là theo nghị định số 27 ấy. Thì đâu là các hành vi vi phạm pháp luật của viên chức sẽ bị áp dụng hình thức cách chức? A. Không hoàn thành nhiệm vụ viên quản lý, điều hành và sự phân công và không có lý do chính đáng để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. B. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ. C. Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ. Và D. Tất cả án trên đều đúng. Thì xin mời các em làm câu hỏi 51. Thì các nội dung về cái hình thức mà hành vi vi phạm pháp luật mà áp dụng hình thức cách chức thì thầy cũng đã đọc rồi, đúng không? Đấy, có 4 hình thức mà chúng ta thấy ở đây, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái nội dung câu hỏi, nó nằm 3 cái hành vi vi phạm mà đầu tiên đấy trong 4, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái phương án A, B, C đưa ra nghe rất hợp lý rồi. Đấy, nó không sự đá nhau, mâu thuẫn, chúng ta thấy rõ ràng như này. Câu 51 là chúng ta chọn là D, các em nhá. Cảm ơn bạn Thúy Lê, bạn Hoa Hướng Dương, bạn Phượng Nguyễn đã chọn 51 là D nhá. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 52 là theo nghị định số 27 ấy thì ai sẽ là người tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật đối với viên chức quản lý em nhớ. A. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền. B. Người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm. C. Người đứng đầu tổ chức đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm. D. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm. Thầy xin mời các em câu hỏi số 52. Và các bạn Hoa Hướng Dương, bạn Thủy Lê chọn là D, đúng không ạ? Cái thẩm quyền này thì chúng ta thấy căn cứ vào ngay khoản 1 của điều 14 thì chúng ta thấy rất là rõ về thẩm quyền xử lý kỷ luật. Thì đối với viên chức quản lý thì sẽ là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật các em nhé. Thì như vậy chúng ta thấy câu hỏi số 52 đáp án phải là D em nhé, chính xác là D. Chúc mừng các em, bạn Phương Nguyễn đưa ra là D, các em làm rất tốt đấy ạ. Chúng ta tiếp theo đi ạ, câu hỏi 53. Theo nghị định số 27/2012 thì ai sẽ là người tiến hành kỷ luật
và quyết định hình thức kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý. Đấy. A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức. B. Thủ trưởng cơ quan tổ chức đơn vị. C. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm. Và D. Là chủ tịch hội đồng kỷ luật. Thầy xin mời các em câu hỏi số 53. Với câu hỏi số 53 thì các em căn cứ cho thầy ở khoản 2 của điều 14 thôi, đúng không ạ? Đó, thì thấy là đối với viên chức không giữ chức quản lý thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, đúng không ạ? Quản lý viên chức sẽ tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật. Đó thì như các bạn đưa ra là Phượng Nguyễn Thúy Lê đều chọn là A, Hoa Hướng Dương 53 đều chọn là A. Đấy, 53 là án chính xác là A em nhá. Chúc mừng các em. À, như vậy là chúng ta đã xong các cái câu hỏi của liên quan nghị định số 27. Bây giờ chúng ta đi từ câu hỏi số 54 đến câu hỏi 60 là liên quan đến thông tư 06/2019 quy định về quy tắc ứng xử của giáo viên cơ sở mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên em nhá. Thì chúng ta đi vào câu hỏi số 54. À, theo thông tư số 06/2019 thì có mấy nguyên tắc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục? A 2, B 3, C 4 và D 5. Thầy xin mời các em câu hỏi số 54. Thì để trả lời câu hỏi này thì chúng ta căn cứ vào điều 3 các em nhá. Điều 3 của thông tư số 06 thì chúng ta thấy như bạn Hoa Dương chọn là D, đúng không ạ? Chúng ta thấy nó có các nguyên tắc xây dựng rất là rõ về bộ tăng xử và tuân thủ các quy định của pháp luật phù hợp với chuẩn mực đạo đức thuần phong mỹ tục, đúng không? Thứ hai là gì, thể hiện các giá trị cốt lõi nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực, đúng không ạ? Và thứ ba là gì, là bảo đảm định hướng đạo đức lối sống văn hóa. À, thứ tư là dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng lứa tuổi, rồi cấp học, đặc trưng văn hóa của từng miền. Và thứ năm là việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung bộ quy tắc này phải được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đồng thuận. Thì chúng ta thấy rất rõ công thức ở đây là gì, 2TBGV các em nhá. Thì rõ ràng câu hỏi đây, người ta hỏi là có mấy nguyên tắc xây dựng bộ quy tắc ứng xử thì trong các cơ sở giáo dục ta phải chọn là 5, là D. Chúc mừng các em, rất tuyệt vời. Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 55. Người ta hỏi là điều 5 của thông tư số 06 có tên là gì? A là quy tắc ứng xử chung, B là ứng xử của cán bộ quản lý giáo dục, của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, B là C là ứng xử của giáo viên và D ứng xử của nhân viên. Thầy xin mời các em làm câu hỏi số 55. Đó là xem điều 5 của thông tư số 06 có tên là gì? Vâng, bạn Hoàng Dương chọn là B, đúng không ạ? Bạn Phượng Nguyễn cũng vậy, rất là tốt. Thì nó thấy rõ ràng rồi, cái A quy tắc ứng xử chung thì nó nằm ở điều 4, đúng không? Còn với ứng xử của giáo viên ở điều 6 là cái C, còn cái D ứng xử nhân viên ở điều 7. Nên người ta hỏi điều 5 thì chắc chắn phải là B rồi, ứng xử của cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục em nhá. Thì là điều 5 chọn ta chọn là B. Chúc mừng các em, bạn Thu Hà, bạn Thúy Lê, bạn Phượng Nguyễn, bạn Hoàng Dương. Chúng ta đi làm tiếp câu hỏi số 56. Đó là gì ạ? Theo thông tư số 06 thì đâu là cách ứng xử của giáo viên với đồng nghiệp và nhân viên? A. Đó là ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ. B. Là tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. C. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết. Và D. Tất cả đã ăn trên đều đúng. Thầy xin mời các em câu hỏi số 56 và ứng xử của giáo viên với đồng nghiệp các em nhé. Thì với nội dung này thì chúng ta căn cứ rất là rõ, đúng không ạ? Với nội dung của khoản 3 điều 6 thì chúng ta thấy rất là rõ nhá, quy định. Thì toàn bộ nội dung ở đây liệt kê ở phương án A, B, C thì đều là những nội dung ứng xử của giáo viên với đồng nghiệp và nhân viên trong nhà trường, trong cơ sở giáo dục. Chúng ta thấy là D là chính xác, 56 là D, tất cả đang trên là đúng em nhá, 56 là D, chúc mừng các em. Chúng ta làm tiếp câu hỏi số 57. Theo thông tư số 06/2019 thì kính nội dung ấy, kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương, thì nó xem đây là cách ứng xử của người học trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở thường xuyên đối với đối tượng nào đây ạ? A là cha mẹ và người thân, B là khách đến cơ sở giáo dục, C cán bộ quản lý và D là giáo viên và nhân viên. Thầy xin mời các em làm câu hỏi số 57. Ở với nội dung này thì chúng ta căn cứ vào khoản 3 của điều 8 thì chúng ta thấy rất rõ. Đây chính là cách ứng xử của người học trong cơ sở phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên với cha mẹ và người thân các em nhá. Đó thì nội dung là kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương mà. Thì chúng ta thấy là chắc chắn là phải là A rồi, như các bạn Hoa Hướng Dương, bạn Thủy Lê, bạn Phượng Nguyễn các em đã chọn chính xác các em nhá, rất là giỏi.
Bạn Thu Hà cũng vậy, 57 là A, chúc mừng các em. Vâng, chúng ta đi tiếp nội dung câu hỏi 58 thì là điều 5 của thông tư 06 có tên là gì? Cái này nó trùng câu hỏi trên, đúng không ạ? Quy tắc A là quy tắc ứng xử chung, B là ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, và C là ứng xử của giáo viên, D ứng xử của nhân viên. Thì câu hỏi 58 rất là dễ rồi. Đấy, chúng ta chọn là B các em nhá. Đó, câu hỏi là B. Vâng. Được chưa? Vâng. Và câu hỏi 59 cũng vậy, chúng ta chọn A. Đây chính là cái kính trọng lễ phép yêu thương này, nó chính là cách ứng xử chúng ta thấy là với cha mẹ người thân các em nhá. Đó, và chúng ta đi làm câu hỏi số 60 là theo thông tư số 06/2019 thì nội dung tôn trọng lễ phép, thì đây là cách ứng xử của người học trong cơ sở phổ thông, cơ sở thường xuyên đối với đối tượng nào? A là gì? Giáo viên, nhân viên. B là khách đến cơ sở giáo dục, đúng không ạ? C là cán bộ quản lý, và D cha mẹ và người thân. Thầy xin mời các em. Thì chúng ta căn cứ nội dung này với khoản 4 của điều 8 thì chúng ta thấy quy định về ứng xử của người học trong cơ sở phổ thông và thường xuyên, đây chính là về nội dung tôn trọng lễ phép, sẽ là cái ứng xử của người học với ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục các em nhé. Thì như vậy chúng ta sẽ chọn là B, câu hỏi 60. Được chưa? Thì chúng ta thấy là câu hỏi 60 là B. Chúc mừng các em đã chọn là B. Như vậy thầy vừa giúp các em hoàn thành bộ đề 60 câu liên quan đến bộ đề thi viên chức giáo dục tỉnh Quảng Ninh, với khung nội dung ôn tập và bộ đề thầy đã bám sát với 4 văn bản mà Quảng Ninh đã giới hạn, đó là luật viên chức 2010, nghị định số 27/2012, đúng không ạ, về xử lý kỷ luật cán bộ với viên chức đấy, rồi liên quan đến điều lệ trường trung học theo thông tư số 12 và thông tư số 06/2019 quy định về quy tắc ứng xử của giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Bộ đề đã bao quát tất cả 4 văn bản đó. Thì thầy hy vọng rằng những nội dung thầy đã trao đổi hướng dẫn giúp các em nhớ lại các từ khóa, cách nhớ, có các câu hỏi nó bao quát bao trùm toàn bộ cái 4 văn bản đó, thì giúp các em có kiến thức thật là tốt để ngày mai các em đi thi và làm bài tốt. Thì bây giờ thầy có lời chúc cho tất cả các em ở Quảng Ninh, với lời chúc là mai các em đi thi làm bài thật tốt, đúng không ạ? Chúng ta vững tin quyết chúng ta làm sao để đạt điểm cao nhất, đúng không ạ? Thì cái cách vào phòng thi thì chúng ta với bộ đề các em thi trên giấy thì các em làm cho thầy là mỗi phút là chúng ta người ta quy định rồi 60 câu là tương đương 60 phút, đúng không? Chúng ta cân đối, không nên ra khỏi phòng trước hết giờ các em nhá. Chúng ta phải nhớ nguyên tắc đấy, chúng ta phải kiểm soát lại cho thầy trước khi lộp bài toàn bộ nội dung, rà soát những câu hỏi họ sẽ có lừa như vậy, chúng ta phải nhớ làm cẩn trọng, làm từ câu dễ rồi câu khó chúng ta xem lại. Và cái câu khó đấy chúng ta phải lưu ý, chúng ta lên nốt ra cái chỗ mà giấy nhát câu nào chúng ta chưa làm được, nó sau lại thành trường hợp mà sót, chúng ta phải kiểm tra đi tra lại nhá. Thì thầy hy vọng là sẽ như đợt trước Quảng Ninh thi, các bạn đã đạt được kết quả rất tốt, trong đó thủ khoa các huyện ở Quảng Ninh đều là học viên của thầy. Thì thầy hy vọng là này, thầy cũng mong chờ học viên, những bạn học viên tiếp theo trong đợt thi này cũng đạt thủ khoa đến từ Quảng Ninh. Thầy mong muốn điều đó. Thì một lần nữa chúc các em luôn may mắn và ngày mai các em thi làm bài thật tốt, chúc các em thành công và chờ thầy chờ tin vui của các em. Xin chào các em.